cách đỡ quả chém cầu hay là quả chặt cầu làm sao cho hiệu quả và an toàn. Và mình là Quốc Việt, cựu vận động viên đội tuyển cầu lông quốc gia. OK, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải phân tích đó là cái quả đỡ quả cắt ấy, thì nó là một cái quả phòng thủ. Bởi vì khi đó thì cái cầu hất lên và chúng ta đứng ở trong cái tư thế phòng thủ mà đối phương rất có thể là họ có thể cắt hoặc họ cũng có thể đập hoặc họ cũng có thể phông, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải chuẩn bị tất cả những cái quả đó. Và hãy hạ thấp trọng tâm này, hai chân đứng rộng ra, rộng hơn vai đi. Hạ thấp trọng tâm, càng hạ thấp càng tốt. Và khi mà đối phương họ bắt đầu tiếp xúc với cầu ấy, thì ở đây cái giai đoạn này làm sao để hỗ trợ cho cái quả di chuyển của chúng ta tốt, thì chúng ta sẽ phải hơi bật nhẹ lên. Cái bước này nó là bước tạo đà. Ví dụ như họ cắt về phía bên phải của mình nhá, thì mình sẽ tạo đà lên. Và cắt ở phía bên trái thì tạo đà lên. Đấy, thì các bạn hãy nhớ nó phải có một bước tạo đà nhẹ, thì để chuyển cái cơ thể của chúng ta thoát khỏi cái trọng lực và chúng ta sẽ phóng tới. Và cái quả lên để đỡ quả chém cầu này thì nó là cái quả mà chúng ta sẽ phải di chuyển lên trên lưới. Thì chúng ta sẽ có hai bước tùy từng tình huống nhá. Có bước nối này và có bước chạy. Bước nối là trong cái tình huống mà điểm rơi của quả cầu ấy nó không quá xa chúng ta, thì chúng ta sẽ phải di chuyển nối bước lên để đón cái quả cầu. Và cái bước chạy đó là trong tình huống mà chúng ta sẽ ở xa cái quả cầu ấy, ở xa quả cầu. Tức là có thể chúng ta vừa đánh ở phía sau, sau đó họ cắt lại và chúng ta sẽ phải chạy lên. Thì với cái bước chạy này thì nó sẽ bước dài hơn và thường chúng ta đón thấp. Còn bước nối thì chúng ta sẽ đón được ở trên cao hơn. Bởi vì quả cầu nó gần, rơi gần người mà. Đó, thì tùy từng tình huống nhá. Tùy từng tình huống thì chúng ta sẽ có một cái bước chạy nó phù hợp với cái tình huống đó. Phần tiếp theo đó là cái kỹ thuật tay của chúng ta khi mà đón cái quả cầu rơi sang ấy. Thì nó sẽ có hai tình huống. Một tình huống đó là đối thủ họ có thể chém cầu dài. Cái đường cầu dài và đường cầu ngắn ấy, chúng ta có thể xác định đó là nếu mà cái quả cầu nó đi lao sang, nó đi dài sang qua đến cái vạch 1m98 này, khoảng là 1/3 cái khu vực giao cầu ngắn này hất về dưới, thì nó có thể được xác định là đường cầu dài. Còn với đường cầu ngắn thì nó là từ 1/3 từ đây hất lên trên lưới thì nó sẽ là đường cầu mà ngắn. Thì các đặc điểm của hai đường cầu này nó khác nhau như thế nào? Với đường cầu ngắn ấy thì nó sẽ có cái độ rơi sang nó chậm hơn, nhưng mà đường cầu nó xa chúng ta hơn. Còn với đường cầu dài thì cầu nó đi lao xuống, nó xuống nhanh nhưng mà nó sẽ rơi gần người chúng ta hơn. Thì hai cái cách đón nó cũng hơi khác nhau một chút. Với những quả mà đường cầu họ chém dài thì mình sẽ đẩy tay sang một chút để quả cầu nó đi sang, nó sát mặt lưới và nó đi sang an toàn. Ở cái đường cầu dài này thì mình sẽ không sử dụng những quả trô hay là những quả sủi xoáy để mà dùng với những đường cầu dài. Bởi vì như thế cầu nó sẽ đi vòng sang, rơi xuống, nó sẽ đi sang rất là chậm và cái độ an toàn của nó không cao. Chính vì vậy với những đường cầu xa thì mình chỉ sử dụng quả chặn, quả đẩy sang thôi, đẩy sang một cách an toàn thôi. Còn khi mà đối thủ ấy, họ chém cái quả cầu ngắn thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà đánh cái quả cầu nó sát lưới, nó rơi và nó khó hơn, có thể lật lưới. Đây. Huh.
Đó, thì cái tay của chúng ta, cái kỹ thuật tay nó sẽ phải phụ thuộc vào tình huống đó, đối thủ họ đánh dài hay là đối thủ đó họ chém ngắn. Nếu đối thủ họ chém dài thì chúng ta trả dài sang nó sẽ an toàn hơn là chúng ta cố gắng đánh khó, đánh xoáy, đánh gắt. Còn nếu đối thủ họ chém ngắn thì chúng ta sẽ có cái cơ hội đánh trả ngắn và trả khó hơn. Ok. Ok, thì video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn một số những cái điểm cần phải chú ý trong cái cách đánh trả quả chém cầu nhá. Thì các bạn lưu ý, chủ yếu ở đây chúng ta sẽ phải lưu ý các cái tình huống cầu dài hay là cầu ngắn và chúng ta thực hiện cái kỹ thuật tay như thế nào. Với những cái kỹ thuật mà đối phương họ chém dài thì chúng ta sẽ cố gắng đẩy thêm một chút lực vào, ngửa mặt vợt nhá, ngửa mặt vợt. Đẩy thêm một chút lực rất là ngắn, rất là nhẹ thôi. Còn với những cái quả mà chém ngắn thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng được cái độ nảy của mặt vợt này. Chúng ta chỉ cần kê vào là quả cầu nó đã rơi sang rồi. Rồi, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy hay và bổ ích thì xin cho mình một like và một subscribe ủng hộ kênh nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.